Ô, nó
chú hỏi là ngày hôm nay mà đâu học hay là cũng nên là cũng tội sao nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
yên sáu dòng cứ mát mát thôi. Cái này coi kiểu không? Đây đúng khi khi đúng chân đây đến người cho tao được cái điều này đi cao ấy đến ngay con bé nào tao mới cần chào tao ngủ tao tao đây mà đến cuối là xem xem đấy ừ con cám cờ vẫn tờ giấy viết
Quý vị thân mến, và giây phút hạnh phúc nhất và cùng với đại gia đình chúng ta ngày hôm nay, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên đường đi chính của gia đình và cùng cho đến chú rể Quang Hà và cô dâu Ngọc Vui ngày hôm nay. Và xin mời quý vị sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào mừng
khi quên em phút ban đầu. Cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm, cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hàng mong. Anh sẽ bên em bao muôn phiền, lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Tôi nhắm mắt lại nhận lấy đinh hương của anh thật lòng, vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Vâng, và bây giờ trước xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình, đại diện của gia đình nhà trai và đại diện gia đình nhà gái, cũng như bố mẹ của cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ trở về sân khấu và cùng đứng sát bên cạnh những người con thân yêu của mình để cùng ra mắt toàn thể quý vị ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời hai gia đình. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời ai. Giờ vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em soi theo từng ngày. Hãy làm vợ anh yêu anh đến hết cuộc đời. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và sự hiện diện trên sân khấu của chúng ta lúc này đây đó chính là đại gia đình hạnh phúc. Vâng, và lời đầu tiên cho phép MC Minh Hồng cùng với đại gia đình xin được gửi tới toàn thể quý vị một lời chào và một lời kính chúc sức khỏe trân trọng nhất. Và quý vị xin dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng gia đình chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, và xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị chúng ta ngày hôm nay. Vâng, về phía đại diện của gia đình nhà trai, vâng, và cũng như đến từ quê hương Bản Hiệu, vâng, xin mời hai bác chúng ta sẽ tiến lên phía trước. Và quý vị sẽ tiếp tục dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa để chào mừng gia đình nhà trai chúng ta ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và có gia đình nhà trai thì có gia đình nhà gái. Và rồi hai gia đình chúng ta trở thành một gia đình thông gia thật hạnh phúc cùng với hai con. Và xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị, và sự hiện diện của gia đình nhà gái có sự hiện diện của bố mẹ cô dâu. Và còn xin mời hai bác tiến lên phía trước. Và quý vị sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng gia đình nhà gái chúng ta ngày hôm nay. Và ngay thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngay sau đây đó cũng chính là chủ nhân của bữa tiệc chúng ta ngày hôm nay. Xin mời chú rể Quang Hà và cô dâu Ngọc Vui sẽ bước lên phía trước và cùng trao nhẫn cho nhau ạ. Và ngay kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đồng thời ban tổ chức xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ vu quy của chú rể Quang Hà và cô dâu Ngọc Vui chính thức được bắt đầu. Xin một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Cuộc sống mới đem một tiếng cười giòn vang cho anh sự bình yên. Và xin mời chú rể hãy trao nhẫn lên tay cô dâu, người vợ hiền và người vợ xinh đẹp của mình ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, và chú rể chúng ta thường nói với cô dâu rằng ngày xưa nhẫn cổ trao em, giờ đây kim nhẫn, nhẫn vàng anh trao. Anh trao cho em một chút môi hồng để anh là chồng, em là cô dâu. Và ước mơ của chú rể Quang Hà đã chính thức trở thành hiện thực. Em biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hàng ngón. Anh sẽ bên em bao muôn phiền, lo lắng trong anh tan biến. Và hai bạn sẽ cùng giơ tay lên và khoe chiếc nhẫn xinh đẹp và tình yêu của mình ngày hôm nay. Và xin được chúc mừng hai bạn. Và thưa toàn thể quý vị thân mến, và trong ngày đặc biệt cũng như ngày hạnh phúc của hai con ngày hôm nay, và cũng như đại diện của gia đình nhà gái và bố mẹ của cô dâu sẽ có những phần quà dành cho hai con ngày hôm nay. Và món quà đầu tiên xin được trân trọng kính mời món quà đến từ bố mẹ của cô dâu. Và xin mời bố mẹ cô dâu sẽ bước lên phía trước và dành tặng món quà cho con gái và con rể của mình ngày hôm nay. Một điều rất ý nghĩa và tuyệt vời. Xin được trân trọng kính mời. Và giờ đây con đã khôn lớn và nên vợ thành chồng, thì cũng chính những người làm cha làm mẹ có lẽ họ là những người mừng vui không kém.
Và ngày hôm nay con tìm được nửa yêu thương hạnh phúc của cuộc đời mình. Ba mẹ có món quà dành cho hai con. Và món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời món quà đến từ em gái mến. Vâng, là em gái của con dâu. Xin được trân trọng kính mời em mến sẽ trở về với sân khấu và dành món quà cho anh chị. Và sau món quà của em mến, đó chính là món quà đến từ em trai, em Thư. Xin được trân trọng kính mời em Thư sẽ trở về sân khấu và dành món quà cho em. Và món quà tiếp theo, xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình chú Tương Thủy. Xin được trân trọng kính mời gia đình chú Tương Thủy sẽ trở về sân khấu. Vâng, và món quà đến từ gia đình chú Tương Thủy. Vâng, và một bó hoa tươi thắm rất là tuyệt vời. Xin được cảm ơn gia đình rất nhiều. Vâng, và món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình chú Thắng Hơn. Vâng, xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình chú Thắng Hơn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, cùng với tình cảm, một tình cảm rất đặc biệt của gia đình nhà gái chúng ta ngày hôm nay, cùng với tình yêu thương của tất cả quý vị dành cho đôi bạn trẻ. Vâng, và xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục nâng ly, nâng chén rượu đồng và cùng chúc. Và món quà tiếp theo nữa xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình dì Trung Thu. Xin trân trọng kính mời. Và sau món quà của gia đình dì Trung Thu là món quà của gia đình cầu Tá Tam. Và ngài xin được trân trọng kính mời cầu Tá Tam. Dù đúng hay sai, anh vẫn yêu em đậm sâu. Chưa một lần anh thấy hối hận vì những gì anh đã chọn. Anh biết rằng trên thế giới này chẳng còn ai một người như em. Đến từ gia đình cầu Thương Xuân. Xin trân trọng kính mời gia đình cầu Thương Xuân. Và sau món quà của gia đình dì Thương Xuân, đó chính là món quà đến từ gia đình dì Thoại Đương. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được thay lời cho cô dâu và chú rể cũng như đại gia đình chúng ta ngày hôm nay. Xin một lần nữa được cảm ơn tất cả tình cảm của gia đình nhà trai dành trọn hạnh phúc cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Vâng, và tiếp theo xin mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ di chuyển đến chiếc tháp ly tình yêu. Cùng nhau tay trong tay và rót tràn đầy ly rượu hạnh phúc của mình ngày hôm nay. Từ khi quen em phút ban đầu, cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm. Cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đôi thay từng ngày. Anh biết
cùng tay trong tay ạ. Và Ngà sẽ trà sốt tràn đầy ly rượu hạnh phúc của mình ngày hôm nay. Và kể từ ngày hôm nay, đưa bạn trẻ sánh nguyện chung sức chung lòng, chung chân chung gối, chung ông chung bà, chung muôn đời thừa tiếng than và chúc niềm hạnh phúc với một đàn con sinh. Xin được chúc mừng hai bạn ngày hôm nay. Vâng ạ, xin mời trang điểm sắp phách thứ hai. Xin được kính mời hai bạn sẽ tiếp tục và sót lên ly rượu hồng ngày hôm nay. Và tiếp theo xin mời cô dâu chú rể sẽ di chuyển đến chiếc bánh gato hạnh phúc và sẽ cùng nhau cất lên tình yêu ngọt ngào của ngày hôm nay. Và cô dâu chú rể sẽ cất lên 3 lần chiếc bánh. Vâng ạ, và cất lên lần đầu tiên là sức khỏe của ông bà nội. Và lần thứ hai là sức khỏe của ông bà ngoại. Và lần thứ ba là cất cho tình yêu của hai bạn ngày hôm nay. Vâng ạ, xin quý vị sẽ dành một tràng với tay thật lớn để chúc mừng. Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngày hôm nay để tỏ lòng biết ơn công lao dưỡng dục sinh thành của những người làm ba, làm mẹ. Vâng ạ, và xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng với những ly rượu hồng và dâng rượu lên ba mẹ. Cô dâu sẽ dâng rượu lên ba mẹ chồng và chú rể sẽ dâng rượu lên ba mẹ vợ. Xin được trân trọng kính mời. Sở chương trình này bộ mẹ bình đồng hạt sườn mới sang bên đi phước hội cả lấy mát sò tặng nà tây hơn cho ba mới cả lấy bia sòng sam khót quang phủ tây làm hâu lấy sò cảm ơn bộ mẹ bình đồng hâu còn chưa chi tu khỏi sò chiếc đội trưởng phủ trà lì chiếc bí thư phủ trà quảng chiếc phủ trần tánh sảng lấy bàn mưng ứng mất tôm chiếc bưng ai thành điền phủ sòng sao sàm sao có bà nọ nhâm châu khẩu lằng vui xa tán hai cánh bà sòng đồi phủ biết nóng cả hát dệt kín tó bản tó khuống cả hát lại bày lìn nhằm năm khốn cả hát lại bốn nà bốn tà lườm bốn pha lườm bốn đuông trong hát sình lầy đôi nòi ỏi ón bản panh trong rú xếp bườn tàu cầu bờ tìm trong óm ác kín khẩu cầu bờn pha trong óm ác kín nôm xếp bò mẹ pin đồng hạc sườn ơi khai sang mề bà ư trắng nga tay hươn hâu trắng lại dệt ban khẩu ban lầu trắng lại sáu mươi xưng tinh lại bò mẹ pin đồng hâu ảo cằn mắc kem tổng họ buồn bó lùi sọt làn choi sòng phái chuôn phước khỏi cả bà mê sẵn hơn xưa sò chúc hợp bò mẹ pin đồng hâu ở phở đã cờ dây lầy cây sang bên và rú lòng rú đá đó lại bà tổ ô phở bà ca đã tứng lại lại không ở là bà phở đã hê mi làm đó lại làn phở cho hăng phở đã hê mi bơ đó sáu lại bơ phở cho đi nó bò mẹ pin đồng hâu đó và gạo khăn bên đó. Vâng ạ, và xin mời hai gia đình chúng ta sẽ cùng chạm chén. Vâng ạ, và xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ rót tràn đầy ly rượu của mình và giơ chén rượu của mình lên được không quý vị ơi? Pin đồng hâu bom gắn khái lẩu tiền, khái chén lẩu tiền. Nhớ khử nửa bom tay hơn đâu mà đi chén đầu hảo khăn này không được bom mẹ pin đồng hâu ơi. Vâng ạ, quý vị chúng ta sẵn sàng chưa? Vâng ạ, hai ba rồi mà hai ba chúc mừng hạnh phúc nhá quý vị nhá. Vâng ạ, hai ba rồi, hai ba chúc mừng hạnh phúc. Xin mời tất cả quý vị, xin mời gia đình ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn gia đình rất nhiều. Và xin mời tay thật chặt và gắn kết tình thông gia kể từ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Xin được chúc mừng gia đình. Xin được chúc mừng gia đình. Vâng ạ, và ngay sau đây thì xin mời gia đình chúng ta sẽ trở về với bàn tiệc và cũng như dành những lời chúc phúc cho tất cả quý vị cùng nâng chén và cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời hai gia đình. Vâng ạ, vỗ tay thật to thì cô dâu sẽ hôn chú rể được không ạ? Vâng ạ, bình thường thì chú rể sẽ hôn cô dâu nhưng mà ngày hôm nay sẽ ngược lại một chút. Cô dâu sẽ chủ động hôn chú rể được không ạ quý vị ơi, được không ạ? Vâng ạ, xin mời cô dâu chú rể hãy quay mặt vào nhau đi ạ. Vâng ạ, và không cần làm gì nhiều nữa, không cần động chạm gì nhiều. Chỉ cần hai bạn nhắm mắt vào chú rể, nhắm mắt vào đi ạ. Chú rể nhắm mắt thật chặt vào để cô dâu hôn chú rể ạ. Vâng, chúng ta sẽ đếm từ 1 đến 3 được không quý vị ơi? 1, 2, 3, bắt đầu! Rất là tuyệt vời. Xin được cảm ơn hai bạn rất nhiều. Vâng ạ, và tiếp theo thì xin mời hai bạn sẽ trở về với bàn tiệc và cùng nâng chén chúc mừng ngày vui.
Và cùng với tất cả quý vị chúng ta một sau khi dùng bữa cơm thân mật cùng với gia đình, xin mời toàn thể quý vị, các cô bác, anh chị cùng với các ông, các bà, chúng ta sẽ nán lại với gia đình, nán lại với sân khấu của gia đình ngày hôm nay. Và ngài Hòa xin được chúc mừng, xin được chúc cho tất cả quý vị chúng ta có một bữa tiệc thật ngon miệng và hạnh phúc cùng với gia đình. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.